Hello, chào cô chú anh chị mình đến kênh Chăn Nuôi Bến Tre. Hôm nay em lên con bò cái kèm 8 tháng của chú anh chị đó ha. Giờ mời cô chú anh chị xem nội dung ha, thấy giá cả ông ấy mua liên hệ cho em ha. Cái kèm của chú anh chị thấy không đó, chân cẳng hoàn thiện, hổ bú bắp xe xuống lúng luộc hết nha, lúng đây có lúng chú anh chị đó. Con này thì cái kèm này kèm Pháp ha, có sừng sái này, sái trắng này thấy không, nghiêm chỉnh ha, sái lưng hoàn thiện chú anh chị thấy không đó. Bò này thì nãy em có đo được chiều cao là 1m52 bò tới về hen chú anh chị, đít nè thấy không, thắt thằng không chú anh chị, lúng nè thấy không, lúng có hen chú anh chị, chân này chân trước nè, chân sau nè, đây đó. Lưng này chú anh chị thấy không, con bò này 8 tháng bò này, chú anh chị 8 tháng bò qua nè thấy không đó, 8 tháng bò đó. Thì anh chủ nhà anh bán giá con bò này giá là 18 triệu của chú anh chị đó, 18 triệu ha. Cái F1 của chú anh chị, cái kem F1 đó, mình thả đòn dài ha, chân cẳng của chú anh chị thấy không, Dũng nghe không cô chú chị đó. Rồi thì cô chú chị ở gần xa muốn mua con bò này thì liên hệ em số điện thoại để tình hình ha, bản đồ thắt thăng của chú chị thấy không nè. Con này giá cũng cực kỳ luôn, con bò trình nành giá 18 triệu của chú chị thấy không, cái lưng nè đó, trình nành luôn giá có 18 triệu đó. Cô chú chị muốn mua liên hệ em ha, đây đây đó, đây nè, biểu mẫu con này, con kem Pháp ha chú anh chị, 18 triệu ha, con này giá cực kỳ thương cho cô chú chị luôn ha. Quay nè, lưng dai nè, đầu nè thấy không, có sừng, con này có sừng nha chú anh chị đó, sải ha, đây lúng nè, dàn lúng nè cô chú anh chị thấy không, thùng lúng thấy không, lúng miếm là bài bản ha. Thì cô chú anh chị muốn mua bò cái kem Pháp thì làm giống nền sinh sản thì mua liên hệ cho em ha, dây nè thấy không đó, hình ảnh em đưa thực tế không có phóng to thu nhỏ gì hết đó. Thì cô chú anh chị muốn mua thì liên hệ cho em, bò này anh chủ nhà nó đã chích người viêm da nó cục đầy đủ hết nè chú anh chị. Đó, cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em nha, đít nè, thắt thăng không, yếm nữa không, bài bản ha đó. Chân cẳng này ha, lưng da rồi, rồi trước mặt chúng ta là hình ảnh hai con bò cái, hai con bò đực ba bê của chú anh chị ha, hai con đực ba bê này em quay hình ảnh nha, hai này em cũng có đo lò của chú anh chị, hai con này là cao 1m2 đi lên nha chú anh chị, bò này 9 tháng bò lứa lỡ ha, hai đực ba bê lứa lỡ bò này chú anh chị. Chân cẳng nè, không có bú bắp xe xuống lúng xuống luộc hết nha, đây đó, dần dậu dần lúng rồi thấy không, chân cẳng nè, bò này thì tiêm ngừa vaccine loại hết rồi ha anh. Anh chủ nhà nó tiêm ngừa vaccine đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình ha, lưng nè thấy không đó, hai bên này cực kỳ hơn chú anh chị, lứa bò ha,
xương cũng to, quan thứ hai nè, thấy dần dần lún dần gọn dần thùng, cô chú mình thấy kìa không, chân cẳng nè, móng nè, thấy không, sao nè, thấy không, hang đực này lứa hang cỏ chín hang bò hết chú chúng chị, đây, hang có sừng, hang có sừng nha chú chúng chị, đó, trái lưng nè, đít nè, hay quẹt đít thắt thằng ba bê đít không, đó hai ba bê cô chú chị mình mua gì mua đổ béo lên cực kỳ luôn. Thịt ba bê giờ là thịt thương phẩm này thằng đầu đó, lông da mỏng không, da mỏng là dùng nè, thả đòn dài ra chú chị, cao là 1m2 đi lên hết chú chị, bò là 1m2, con kia 1m2, con mày hai mấy mấy á, nhưng mà em lấy em giá chuẩn là 1m2 đi lên đó, mà hai bò này anh chú nhận bán giá là 55 triệu ha, còn thương lượng chút đỉnh tiền xe hả cô chú chị ha, còn thương lượng chút đánh tiền xe đó, hai giá này 55 triệu cô chú chị mua hàng này về dỗ béo cũng cực kỳ ngon, lên thịt dữ lắm cô chú chị, ba bê thịt thì dữ lắm cô chú chị, mà ai mà đã có nuôi dỗ béo ba bê thì biết ha, hai này giá 55 triệu, đây đó dài nè, thấy không, đến chừng xe cho cô chú chị về đường xa ha, đít nè, hát ăn không, đít lưng ha, đây chuồng hơi chặt ấy chú anh chị, nôn ha chú anh chị, à thả đoạn dài ra không đó, chân cẳng thấy không, đứng khéo bò ha, bò nãy vuông mà ha cô chú anh chị nè, chân cẳng đứng thẳng thẳng không đó, dằn dậu dằn thùng cô chú anh chị khỏi chê ha, chào đây lưng nè, dai nè, thấy không đó, hai bò giá 55 triệu, còn bớt chút xỉu phụ chút đít trình xe ha chú anh chị, thì ba bê nó sao nhích kem không chú anh chị, thấy không, mà bò hai bò này, bò lúa bò này, chín tháng bò hết rồi, chích người chim cho nó cục ra, anh chủ nhà nó chích đầy đủ hết rồi ha, đây quay đứng tầm xa cho cô chú chị thấy hết nha, thấy không nha, thả đòn dài nha cô chú chị, đó ba bê, hai ba bê này cực kỳ không, phép không, giá nó yêu thương ha, đít nữa nè, thắt thẳng đít thằng cô chú vậy, người quay lại nhằn dạo nhằn lúng nè, thấy không, đây chân cẳng nè cô chú anh chị ha, đi khung xương to nè chú anh chị, thôi cô chú chị ở gần xa ai muốn mua thì liên hệ cho em ngay số thoại để trong hình ha, đó đây, thì giờ em cũng xin kết thúc video tại đây ha cô chú chị.